Ok, câu cá Edu xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình sẽ test cái cần câu IG Super này nhá. Cần này cần 21 nhá. Mình sẽ test cái ngọn là MH. Cái đầu ngọn hôm qua mình cưa đây. Đó. Thì mình sẽ lắp vào mình test cho các bạn xem nhá. Ok. Đó, mình test thử giờ mình sẽ cuốn dây vào mình test nhé. Mình sẽ thử từng chai một xem độ cong với độ chịu lực của nó thế nào. Thì mình chai này có đựng nước nhá. Thì cái chai này hơn một lít rưỡi thì nó rơi vào khoảng 1,5 cân. Cả bỏ giết nó vào thì nó rơi vào tầm hơn 1,5 cân. Ok. Cần này thì nhà sản xuất có đề ra là tầm khoảng 89 kg nhé. Nhưng mà mình sẽ nhắc bỏng cho các bạn xem thực sự cần thế nào. Ok. Mình sẽ thêm một chai nước nữa. Thì không biết cần này có chịu lực nổi không? Các bạn hãy theo dõi nhá. Đây là chiếc cần IG Super của chúng ta. Thì chiếc cần này thì mình có bán hàng trên toàn quốc nha các bạn. Thì bạn nào mua thì có thể liên hệ mình với số điện thoại hiện trên màn hình, cũng như là vào fanpage Facebook Câu Cá Edu để mình có thể hỗ trợ các bạn tốt nhất. Thì cái này thì mình có chuyển hàng toàn quốc nhá, giao hàng đến tận tay các bạn. Khi nào các bạn nhận được hàng thì các bạn được kiểm tra hàng trước
được xem hàng trước thì các bạn mới được mới phải thanh toán nhá. Nên các bạn yên tâm về chất lượng sản phẩm cũng như là độ uy tín của bên mình làm. Ok. Đây là chiếc cần IGA Super 21. Đó, đây là bài test video của mình. Xin cảm ơn các bạn. Test sản phẩm IGA Super. Mình sẽ xem các bạn xem độ dài, độ cứng nhá, độ cong của nó nhá. Đó, chiếc cần của chúng ta đây. Đó. Ok, đây là ba thanh nước của chúng ta. Cho các bạn nào chưa nhìn thấy là độ đầy nước của nó. Mình đây không có cân nên là không có cân cái này là bao nhiêu, nhưng mà chắc là tầm 5 kg. Ok. Đó, bây giờ mình đi cưa cần này ra xem bên trong như nào, đặc hay rỗng hay là chất liệu thế nào nhá. Ok, mình sẽ cưa đầu này thôi. Nhìn thấy không? Ừ. Đây là chiếc cưa sắt nhá. Miếng vụn gì đây? Nhựa thôi. Có vẻ khả năng là đặc nhá. Ngồi bệnh hết tay rồi. Cửa kẻ cứng như là sắt. Nhận thấy rõ, thấy rõ. Cần bên trong là rỗng nhá. Các bạn có nhìn thấy không? Ồ. Mình sẽ quay gần cho các bạn nhìn rõ hơn. Có vẻ hơi mờ. Rộng nhá, thì cái này tầm 3 ly thôi nhá. Đường kính của mình hỏi cái này gọi là gì nhỉ? Bề dày của ống ấy nó là tầm 2 đến 3 ly. Mình không chính xác, đây mình chỉ đo thử xem nào. Đường kính của ngọn này tầm 7 phân. 7 ly, quên 7 phân. Tầm 7 phân thì cái bề dày của ống ấy thì tầm 2 ly rưỡi nhá. Bên trong là rộng nhá. Đó, sợi những sợi carbon này. Đây cái mình cưa thì nó mịn không dãy được. Đây mình sẽ đây có những sợi nhá, mình bóc ra nhá, nhưng mà hỏng mất cần. Thôi, hy sinh cần thôi. Đó, đây là những sợi này làm bằng carbon nhá. Đó, các bạn có nhìn thấy không? Có vẻ điện thoại mình hơi mờ nên quay không đẹp. Đó. Thì cần này thì mình chỉ cưa một đầu này thôi, mình lắp vào thì nó vẫn rung bình thường. Nên là mình sẽ không bị ảnh hưởng cần này. Đó. Còn mình sẽ làm video test cân nặng bằng các chai nước cho các bạn xem nhé. Thì các bạn có thể liên hệ với mình mua cần này qua số điện thoại hiện trên màn hình, cũng như là vào fanpage Facebook Câu Cá Edu để mình có thể tư vấn trực tiếp cho các bạn biết nhé. Thì cái cần câu này có mã là L nhé. Spin thì các bạn là mã L, máy đứng hay máy ngang thì các bạn có thể báo cho mình. Nhiều bạn gọi đặt hàng mình ấy thì lại không nói là mình chỉ là xem video của mình ở trên kênh mà không biết là video đang giới thiệu về sản phẩm gì, thì mình cũng không thể biết là bạn muốn mua sản phẩm gì để mình giới thiệu ấy. Thì các bạn chú ý điều đó nhá. Cái cần câu này có mã là L. Đó. Thì các bạn có thể mua L đứng 21, 1m8, 24 chẳng hạn. Thì các bạn thấy thì mình sẽ biết nhá. Thì các bạn có thể comment ở dưới video này để có thể cho mình biết mình có thể test thế nào nữa để cho các bạn biết chất lượng của cần câu ấy. Và cũng phải để lại ý kiến để mình làm những video sau tốt hơn nhá. Thì kênh YouTube này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về các cần câu cũng như là các video câu cá, hướng dẫn câu cá cũng như là cách bắt mồi, làm mồi. Thì các bạn hãy đăng ký kênh YouTube này để cập nhật những video đó nhé. Các bạn nhớ ấn vào dấu chuông nhé. Đó. Nhắc lại. Số điện thoại của mình hiện trên màn hình. Bạn nào muốn mua thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại đó hoặc Zalo số điện thoại đó nhé. Thì mình sẽ tư vấn trực tiếp cho các bạn. Ok. Câu cá Edu xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Xin cảm ơn.
Thì mình giới thiệu qua về hai chiếc máy đi kèm với sản phẩm này là hợp nhất. Đó là chiếc máy đầu tiên là máy ZK. Chiếc máy này mình bán lẻ thì là hơn 200 nhá. Và đi cả bộ sẽ rẻ hơn nhá. Đó, đây là chiếc máy của chúng ta. Máy này thì máy ZK 3000 với 12 bậc đạn nhá. Các bạn. Với 12 bậc đạn. Đó. Thông số này. Tải dây chuyển động là 5.2.1 này. Tải dây 12 100m này. Đó. Dây 0.3 thì 140m cước này. Rất trơn tru nhá. 12 bậc đạn nên là rất trơn tru luôn. Đó. Và mình giới thiệu qua thôi. Còn bác nào muốn chi tiết thì có thể mình đã giới thiệu video này, sản phẩm này ở trên kênh YouTube. Bạn đang xem thì các bạn có thể vào kênh để xem. Còn sản phẩm thứ hai là chiếc máy này. Chiếc máy hiệu Niven. Đó. Niven được tặng thêm một cối cước bằng nhựa nhá. Không có gì nhiều. Đó, chiếc máy này thì có 14 bậc đạn cơ nên là rất trơn tru. Đó, còn trơn hơn cái kia rất là nhiều. Các bạn có thể nhìn thấy và cảm nhận, các bạn nhìn thấy không? Nên là giúp các bạn lưu rất nhẹ nhá. À, cái này nó rơi vào tầm 300g mà. Nên là cái này cầm cảm giác rất nhẹ nhá. Tuy là cái này làm bằng kim loại này. Cái này bằng kim loại này, cái này là bằng nhựa cứng này. Nhưng mà cảm giác cầm cái này cũng rất nhẹ nhá. Ống này thì làm bằng rộng nhá, to nhưng mà rộng. Đó. Thì máy này là máy Niven STR 4000. Đó. Thì cái này có đủ size nhá. Cái này mình bán lẻ là hơn 400 nhá, tùy từng size nhá. Thì các bạn tùy các bạn thích câu máy lớn hay máy nhỏ thì có thể liên hệ mình nhá. Thì cả bộ thì mình sẽ tư vấn cho. Đó. Thì mình giới thiệu chi tiết cho các bạn nào chưa xem video giới thiệu về sản phẩm này của mình. Thì mình sẽ bóc hộp này ra cho các bạn. Bóc này ra, này bằng kim loại nhá. Này, cối nhựa là bằng kim loại này. Bên trong cò được bằng làm bằng kim loại nhá. Nó này liên quan thì kim loại hết là được lò xo bằng dây nhá. Cảm giác kêu rất thích nhá. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đó. Cái chốt này được làm bằng đồng nhá. Làm bằng đồng ạ. À. Đấy, ra vào các bạn gắn dây thừa vào đây thì rất tốt này. Đó. Cái này được tặng thêm một vòng bi nhỏ nhỏ ở đây nhá, để giúp trơn tru hơn nhá. Đó, cũng giống cái máy ngang máy đứng bình thường khác thôi, không có gì nhiều đâu. Thì cái này là hơn 400. Thì cái này mình đã giới thiệu chi tiết vào một video trước rồi thì các bạn có thể xem nhé, nếu các bạn muốn tìm hiểu hơn về chiếc máy này. Đó. Đó, đây là hai sản phẩm đi đầu nhất nó màu vàng đẹp đẹp với chiếc cần của chúng ta, cầm rất đẹp. Thứ nhất là trơn tru và nhẹ, chúng ta câu lưu rất thoải mái nhé. Đó. Ok.